Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiểu về tâm trí. Sau khi đăng tải video, đặt cái này vào ví và tiền sẽ đến với bạn dễ dàng. Chỉ sau một đêm mà có đến hơn 10.000 người đã xem video này. Và sáng ngày hôm nay, khi chúng tôi mở email lên, thì có tới 6 người hỏi về cùng một nội dung của video ngày hôm qua. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn đại diện một email như sau. Thưa Hiểu về tâm trí, tôi biết là luật hấp dẫn hoạt động và tôi cũng luôn tin là những chia sẻ của kênh là đúng. Tôi biết ơn về những chia sẻ của kênh rất nhiều, nó đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của tôi. Nhưng mà tôi lại chưa hiểu lắm về cách thức hoạt động của việc bỏ tiền vào ví. Mong là Hiểu về tâm trí có thể chia sẻ chi tiết hơn được không ạ? Biết ơn Hiểu về tâm trí. Chắc chắn rồi, khi bắt đầu lập kênh, chúng tôi có một quy tắc với nhau rằng sẽ không bỏ lại bất kỳ ai. Thông qua việc là chúng tôi sẽ dành thời gian để đọc và trả lời tất cả các comment, những thắc mắc của tất cả mọi người. Nếu như ai đó có thể nói là việc này rất mất thời gian, thế nhưng mà đối với chúng tôi, đó là một điều tuyệt vời. Nhận được lời cảm ơn thì thực sự rất hạnh phúc, nhận được những thắc mắc thì cũng biết ơn không kém. Bởi vì mọi người đã bắt đầu hòa mình và bước chân vào hành trình này. Và quan trọng là mọi người đã bắt đầu áp dụng, bắt đầu có những thắc mắc và bắt đầu dám đặt những câu hỏi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về ý nghĩa và từng bước để áp dụng một cách triệt để kỹ thuật ví thần kỳ thu hút tiền bằng luật hấp dẫn. Điều này 100% hiệu quả. Tôi sẽ nói về sức mạnh thực sự. Nó gần như là quá dễ dàng để thực hiện, thế nhưng mà kết quả của nó thì rất tuyệt vời. Vì vậy, nếu như bạn đã sẵn sàng để chuyển từ trạng thái không có gì thành có sự dồi dào, thịnh vượng và giàu có, hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách biến đổi tâm hồn tài chính của bạn, khiến cho tiền sẽ chảy về bạn một cách bất ngờ. Để tôi giải thích cho bạn về cách hoạt động như thế này. Bạn biết không, khi tôi hoàn toàn không có tiền, tôi nhớ là ví của mình thì luôn rất là trống. Và tôi hầu như là chỉ giữ của mình có chứng minh nhân dân, bằng lái xe, 1-2 cái thẻ ngân hàng hoặc là những cái thẻ không cần thiết lắm. Mỗi lần mà tôi mở nó ra, tôi sẽ cảm thấy sự nghèo nàn, có một cảm giác của sự thiếu thốn cứ tràn ngập trong người tôi. Và sự thật là bạn thu hút những gì bạn tập trung vào. Vì vậy, bằng cách củng cố cái cảm giác thiếu thốn, thì mỗi khi tôi thấy cái ví của mình trống, tôi chỉ thu hút thêm những vấn đề khó khăn về tiền bạc đến với cuộc sống của tôi. Sri Akasana có chia sẻ rằng, nó giống như là một chu kỳ mà tôi không thể nào thoát ra được cho đến khi tôi gặp một người bạn, anh ấy có tên là GOG, đã giới thiệu cho tôi về một kỹ thuật ví này. Anh ấy nói rằng là anh ấy đã làm điều này khi mà anh ấy hoàn toàn không có tiền. Và sau đó thì nó đã hoàn toàn thay đổi tình hình tài chính của anh ấy. Sau đây là 4 bước hướng dẫn về cách thực hiện kỹ thuật ví này để thu hút tiền vào với cuộc sống của bạn. Nó hiệu quả 100%. Bước 1, bạn hãy rút tiền để cho tiền mặt vào ví của bạn. Trước hết thì bạn cần phải rút một số tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của bạn, bất cứ một nơi nào mà bạn có tiền mặt. Số tiền có thể là thay đổi tùy thuộc vào mức độ thoải mái của bạn, thế nhưng mà bạn phải đảm bảo rằng số tiền đó nhiều đến mức mà bạn cảm thấy được sự dồi dào. Thế nhưng mà cũng đừng làm cho nó bị quá lên nhé, đừng làm cho bản thân mình cảm thấy không thoải mái. Quan trọng là số tiền đó khiến cho bạn cảm thấy sự phong phú. Mục tiêu là làm cho ví của bạn trở nên dày dặn với tiền mặt hơn. Bước 2, hãy mở ra và cảm nhận sự phong phú. Mỗi một lần bạn mở ví hoặc là túi xách ra, bạn hãy thực sự ngắm nhìn cảnh phong phú đó. Hãy để cho những tờ tiền, những tờ polymer đại diện cho sự giàu có và thịnh vượng. Cảm nhận về niềm vui, hứng khởi và sự lạc quan. Hãy biết rằng số tiền này thì chỉ là bắt đầu cho sự phong phú tài chính đang đổ về phía bạn thôi. Hãy hình dung về số tiền lớn đang đổ về phía bạn như là chiếc ví của bạn đầy đủ 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu và từ từ thì cứ đặt mục tiêu lớn dần lên. Quan trọng là bạn cần phải lưu ý là trong khi đó thì bạn có thể bị cám dỗ bởi việc sẽ tiêu số tiền đó. Khi mới bắt đầu thực hiện thì có thể là số tiền bạn bỏ trong ví không quá nhiều. Thế nhưng mà khi bạn thấy tiền ở trong ví của bạn, hãy kiềm chế cảm xúc của mình mà bạn biết là số tiền trong ví đang ít. Hãy tưởng tượng rằng đó không phải là số tiền đấy. Bạn hãy nghĩ rằng hãy nhìn nhận đó như là một ngọn đèn pha của sự giàu có ngày càng tăng lên và đó là một tác nhân kích thích cho những cơ hội tài chính lớn hơn đến với cuộc sống của bạn. Bước 3, lặp lại hàng ngày.
hãy tiếp tục thực hành điều này hàng ngày. Khi bạn tiêu tiền ở trong ví, hãy chắc chắn rằng là bạn sẽ rút thêm tiền để bổ sung. Mục tiêu của việc này là khiến cho chiếc ví của bạn luôn trong trạng thái của sự đầy đủ và phong phú. Bước 4. Quan sát tâm lý về tiền bạc của bạn. Hãy chú ý đến bất kỳ biến đổi nào trong tâm lý về tiền bạc, năng lượng và tình hình tài chính tổng thể khi bạn thực hiện kỹ thuật này. Hãy cảm nhận rằng những tia sáng tích cực về tiền bạc đang gia tăng, mong đợi những cơ hội thu nhập mới và những lợi ích bất ngờ sẽ đến với bạn. Sức mạnh của kỹ thuật này thì nằm ở việc là định hình lại tiềm thức của bạn thông qua các biểu tượng về vật chất của sự giàu có và phong phú. Mỗi lần bạn nhìn thấy và bạn cảm nhận được sự phong phú đó về tiền mặt trong ví của bạn, nó củng cố thêm niềm tin và năng lượng tích cực về tiền bạc. Bây giờ bạn có thể đang tự hỏi rằng làm thế nào mà việc đơn giản là chỉ bỏ tiền vào ví mà có thể thu hút được tiền bạc? Vâng, bởi vì đó chính là sự kết nối nội tâm. Tiềm thức của bạn thì chịu trách nhiệm tạo ra thực tế dựa trên niềm tin, suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Nó sẽ liên tục nhận và gửi tín hiệu đến vũ trụ. Nó vốn phản ứng bằng cách là tìm sự phù hợp với tần số rung động của bạn. Khi bạn thực sự có biểu tượng về sự giàu có như là rất nhiều tiền bạc ở trong tay, nó sẽ thay đổi năng lượng của bạn ở mặt tiềm thức. Bạn đang gửi một tín hiệu tích cực đến tiềm thức và vũ trụ rằng bạn giàu có và thực sự thịnh vượng. Tâm trí của bạn sẽ bắt đầu đồng nhất với sự phong phú thay vì sự thiếu hụt như trước đây. Bạn đang tạo ra một hệ thống niềm tin mới, hỗ trợ cho mục tiêu tài chính của riêng bạn. Khi bạn nhìn thấy các tờ tiền ở trong ví, bạn đang tự nói với bản thân mình rằng tiền là thứ rất dễ dàng để kiếm, bạn xứng đáng để có nó và bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó. Ngược lại, khi ví của bạn ở trạng thái là trống rỗng, bạn cảm thấy sự nghèo nàn, bạn đang gửi đi tín hiệu của sự tiêu cực về tiềm thức và vũ trụ rằng bạn đang thiếu hụt và đang gặp khó khăn. Bạn cũng đang tạo ra một hệ thống niềm tin hạn chế, làm cản trở sự thành công tài chính của bạn. Bạn đang tự nói với bản thân mình rằng tiền rất là khó kiếm và bạn không xứng đáng để có nó, bạn sẽ không thể có nó được. Cách bạn nhìn nhận là một sự khác biệt rất lớn. Việc mà nhìn thấy những tờ tiền sẽ kích thích các cảm xúc tích cực như là hứng thú, lạc quan và sự hứng khởi. Điều này sẽ gửi tín hiệu đến bộ não của bạn rằng sự giàu có đang ở đây, ngay bây giờ. Bằng một cách vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể làm được là thay đổi tình hình ví của bạn. Bạn đang thay đổi tình hình nội tâm của chính mình và thông qua đó, bạn cũng đang thay đổi tình hình ngoại tâm của mình. Đó chính là cách mà định luật hấp dẫn hoạt động. Theo thời gian, bạn sẽ liên tục nhìn thấy, cảm nhận thấy sự giàu có trong chiếc ví của mình. Niềm tin về tiền bạc của bạn thay đổi, bạn đập tan chu kỳ suy nghĩ thiếu hụt. Điều này giải thích cho lý do tại sao mà việc duy trì thực hiện hàng ngày là rất quan trọng. Bởi vì bạn đang đào tạo lại mô hình tiềm thức của bạn về tiền bạc. Và khi mà tiềm thức của bạn thay đổi, nó sẽ thu hút cơ hội và những tình huống phù hợp với tư duy giàu có mới của bạn. Mọi thứ bắt đầu điều chỉnh theo hướng tích cực. Vì vậy, mặc dù là nghe có vẻ quá đơn giản để thực hiện, trải nghiệm cảm giác liên tục về sự giàu có sẽ làm thay đổi tư duy của bạn một cách rất mạnh mẽ đấy. Hãy thử và xem sự khác biệt nhé. Và nếu như bạn đang thuộc trong những nhóm người là nửa tin nửa ngờ, bạn có thể sẽ đặt câu hỏi cho tôi rằng là tại sao mà tôi lại phải thử điều này? Ok, rất đơn giản, tôi sẽ giúp bạn hiểu điều này từ một góc độ. Thứ nhất, nó có thể giúp bạn vượt qua bất kỳ một niềm tin hạn chế hoặc là tình cảm tiêu cực nào đó đang cản trở dòng tiền của bạn. Tôi tin là có rất nhiều người có những lo ngại hay là nghi ngờ về tiềm thức về tiền của bạn, như là bạn cảm giác là mình không xứng đáng, bạn có cảm giác là tội lỗi hoặc là cảm giác xấu hổ khi có nó. Những cảm xúc này sẽ tạo ra sự chống đối, ngăn cản tiền bạc đến với bạn. Bằng cách bạn sử dụng kỹ thuật ví này, bạn đang thay thế những cảm xúc này bằng lòng biết ơn, niềm tin, niềm vui, sự tự tin và bạn sẽ thu hút thêm nhiều tiền bạc đến với bạn. Thứ hai, nó có thể khiến bạn nhận ra và nhạy bén hơn với những cơ hội về tiền bạc đã tồn tại xung quanh bạn. Đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua những cơ hội về tiền bởi vì chúng ta không chú ý hoặc là chúng ta biết nhưng mà không hành động. Bằng việc là sử dụng kỹ thuật ví này, bạn đang điều chỉnh tần số năng lượng của bạn, tần suất về tiền bạc, giúp bạn nhận ra những cơ hội đó. Và rồi thì bạn bắt đầu nhận ra nhiều cách hơn để kiếm tiền, tiết kiệm hoặc là đầu tư mà trước đây bạn thường hay bỏ qua.
nó có thể sẽ cải thiện tổng thể sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Tôi đồng ý rằng tiền thì không phải là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống này, nhưng mà nó có thể làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Bằng cách sử dụng kỹ thuật ví này, bạn không chỉ thu hút thêm tiền mà còn có thêm sự yên bình, tự do và thỏa mãn. Bạn đang tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực, tăng cường chất lượng sống của bạn. Trong quá trình trải qua trải nghiệm của bản thân, sau khi GOG chia sẻ với tôi về kỹ thuật ví này, khi lần đầu mà tôi nghe về nó, tôi cảm thấy có một sự hoài nghi. Bởi vì tôi nghĩ là làm sao mà chỉ bỏ nhiều tiền vào trong ví mà lại có thể thay đổi tình hình tài chính của mình. Nhưng mà càng tìm hiểu về cách làm mới tâm thức của mình, tôi càng trở nên mở lòng hơn với những trải nghiệm. Tôi bắt đầu với một số tiền nhỏ và đặt nó vào trong ví. Chỉ bằng việc nhìn thấy số tiền đó, khi mà tôi mở ra thì nó đã mang lại cho tôi một chút cảm hứng. Không phải là một số tiền quá lớn, nhưng mà so với chiếc ví trống trơn của tôi trước đây thì nó có cảm giác phong phú hơn rất nhiều. Tôi cam kết là khi bạn thực hiện điều này liên tục trong vòng 30 ngày, mỗi buổi sáng tôi đều cho một số tiền nào đó vào trong ví để giữ cho nó luôn ở trạng thái đầy đủ. Đó là một thói quen đơn giản để xây dựng mà không tốn nhiều công sức hay thời gian. Hãy nhớ là không ai biết rằng tôi đã đặt tiền vào ví và tôi cũng không cần phải ai biết đến. Sau khoảng một tuần, tôi đã nhận thấy suy nghĩ của mình về tiền bắt đầu thay đổi. Chiếc ví của tôi không còn là nguồn gây cảm giác thiếu hụt, mà nó lại là nguồn tạo ra cảm giác của sự giàu có và lạc quan cho tôi. Nó giống như là một lời nhắc nhở hữu ích với tôi rằng tôi đang đi dạo trong sự phong phú đang chảy đến với tôi. Kỹ thuật này đã giúp tôi vượt qua những tư duy khan hiếm cũ. Giờ đây thì tôi không còn có nỗi sợ mỗi khi mà mở ví của mình ra nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy sự hứng khởi khi mà tôi thấy số tiền tích tụ bên trong. Tôi cảm thấy rất hứng thú để xem cách thực hiện này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính của tôi như thế nào tiếp theo. Ngay cả là nếu nó chỉ thay đổi tư duy về tiền bạc của tôi thôi, điều này với tôi cũng là một điều rất quý giá. Nhưng mà tôi cam kết, việc duy trì thói quen này và trải nghiệm nó là một điều hữu ích. Tổng kết lại, kỹ thuật đơn giản này thì khiến cho tôi cảm thấy hy vọng và động viên tôi nhiều hơn về tiền bạc. Bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã thực hiện và những công sức mà tôi bỏ ra thực sự rất nhỏ bé, nhưng mà tôi lại nhận được những phần thưởng rất lớn lao. Cho đến lần gặp sau trong các video tiếp theo, tôi hy vọng rằng là các bạn cũng giữ được tâm trạng sự tập trung, tích cực và mong đợi những chiến thắng tài chính lớn đến với bạn một cách bình an bạn nhé. Đặt cái này vào ví của bạn và tiền sẽ đến dễ dàng. Hãy nghĩ về ngày xưa khi bạn còn nhỏ, bạn được nói biết bao nhiêu lần rằng không nên mang theo tiền vì có thể sẽ bị mất hoặc là ai đó sẽ lấy mất. Những niềm tin này đến từ những người quan tâm đến bạn nhưng lại luôn đưa ra cho bạn những lời khuyên xấu mà đến bản thân họ cũng không hề nhận ra. Đây là lý do tại sao mà nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống, bởi vì họ nhận được những lời khuyên xấu từ những người quan tâm đến họ. Đã đến lúc nhận ra rằng những niềm tin đã học này đang làm cản trở sự thành công và thịnh vượng đến với bạn. Hãy nghĩ về điều này, bạn có cảm thấy tình hình tài chính của mình có thể được cải thiện hơn không? Bạn có cảm thấy chán ngấy khi mà những hóa đơn cứ từ từ trôi vào và rồi lại trôi ra khỏi cuộc sống của bạn? Và đến khi bạn tự hỏi bản thân mình rằng liệu mình có bao giờ có cơ hội được nghỉ ngơi hay không? Tôi tin đây là một điều tuyệt vời dành cho bạn. Việc thay đổi nhỏ này có thể biến đổi hoàn toàn mối quan hệ của bạn với tiền bạc. Bạn sẽ kết nối với một cấp độ năng lượng mới, một cấp độ có tính từ trường, thu hút được nhiều tiền hơn những gì bạn nghĩ được. Nhưng khoan đã, đừng chỉ tin lời tôi nói, hãy thử một lần. Tôi đã thấy nó làm điều kỳ diệu này với vô số người, và ngày hôm nay, tôi ở đây để chia sẻ nó với bạn.
Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn một phương pháp mạnh mẽ để thu hút sự giàu có. Biết được ý tưởng quan trọng này có thể thay đổi cách bạn đối mặt với tiền bạc. Tiền bạc đặc biệt bởi vì chúng ta cần nó mỗi ngày và nhiều người trong chúng ta thực sự quan tâm đến nó. Nhưng đây là một bài học lớn, quan trọng khi bạn đang gặp khó khăn về tài chính. Ngày hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp để phát triển cảm giác có nhiều tiền bạc hơn trong cuộc sống của bạn. Đối với việc tích cực nghĩ về tiền bạc, bạn sẽ càng có nó nhiều hơn, càng nhiều tiền có thể đến trong cuộc sống của bạn hơn. Quan trọng là bạn cần phải hiểu tại sao điều này lại hiệu quả. Tâm trí của chúng ta được xây dựng để duy trì sự an toàn. Khi một điều gì đó gây đau khổ, tâm trí của chúng ta sẽ đẩy nó ra xa. Có thể đó là ý định hoặc là chúng ta không hề nhận ra nó. Đây chính là điều gọi là tự hủy diệt. Vì vậy, chìa khóa là không quá gắn bó với tiền và luôn liên kết nó với những suy nghĩ tích cực. Với nhiều người, cách chúng ta lớn lên và những trải nghiệm chúng ta trải qua khiến chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực hơn về tiền bạc. Điều này không phải là vì tiền bạc là xấu, mà bởi vì nó có thể thật sự khó khăn khi mà chúng ta không có đủ nó, ngay cả khi bạn thực sự muốn có thêm tiền. Tiềm thức của bạn có thể ngăn chặn bạn bởi vì nó xem tiền bạc như là một vấn đề, một thứ mà luôn gây cho bạn cảm giác đau khổ và nó trở thành kẻ thù của bạn. Để vượt qua thử thách này, hãy xây dựng tư duy tích cực về tiền và tưởng tượng rằng bạn có thêm nhiều hơn. Hãy quan sát việc làm thế nào để tình hình tài chính của bạn thay đổi. Bạn của tôi, hãy lắng nghe kỹ. Đã đến lúc bạn cần phải hiểu ra một sự thật lớn. Bạn không chỉ nhận được những gì bạn mong muốn trong cuộc sống, mà bạn còn biến đổi những điều bạn tin sâu sắc là thành hiện thực. Cuộc sống hoạt động dựa trên những gì bạn thực sự tin, không chỉ là những điều bạn mong muốn. Chính niềm tin mạnh mẽ của bạn mới là chìa khóa. Điều bạn tin tưởng sẽ hình thành thành hiện thực của bạn, không chỉ là mong muốn của bạn nữa. Giờ thì hãy nói về một phần quan trọng của cuộc sống của bạn, đó chính là tiền bạc. Đến lúc bạn cần phải thay đổi cách cảm nhận về nó. Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp. Đó là khi bạn bước ra khỏi nhà, hãy đặt tiền vào một chiếc ví hoặc là một túi xách như bạn thường làm. Hãy hiểu rằng, nếu bạn từng gặp vấn đề về tiền bạc, có thể là do những cảm xúc và niềm tin tiêu cực về tiền. Hãy nhớ về khi bạn còn nhỏ, có biết bao nhiêu người bao nhiêu lần nói với bạn rằng không nên mang theo tiền vì có thể bạn sẽ bị mất hoặc là ai đó sẽ lấy mất của bạn. Những niềm tin này đến từ những người quan tâm đến bạn, nhưng mà họ lại đưa ra những lời khuyên xấu mà họ cũng không hề nhận ra. Đây là lý do tại sao mà nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống, vì họ thường xuyên nhận được những lời khuyên xấu từ những người quan tâm nhất đến họ. Đã đến lúc bạn cần phải nhận ra, những niềm tin đã học này đang làm cản trở tiền bạc đến với cuộc sống của bạn. Gần đây tôi đã thực hiện một thí nghiệm về tiền bạc thú vị và đã liên kết nó ở phần dưới. Nói về cách bạn nhìn nhận về mối quan hệ giữa tiền và cảm xúc của bạn về nó. Đã đến lúc cần phải loại bỏ niềm tin hạn chế này. Hãy nhớ rằng tiền bạc không xấu xí. Đã đến lúc cần phải thay đổi góc nhìn của bạn. Bạn đang sống trong một bước sóng khác và đã đến lúc chúng ta cần phải chấp nhận nó. Điểm chính là nhiều người đã kết nối tiêu cực với tiền mà họ không hề nhận ra. Bạn đã được chỉ là hãy nhìn nhận về tiền bạc khác đi so với nó thực tế trên hành trình cải thiện tài chính của bạn. Quan trọng là bạn phải biết rằng tiền bạc chính nó thì không phải là vấn đề, mà vấn đề là những cảm xúc tiêu cực mà người ta thường liên kết với tiền bạc có thể làm cho việc đạt được mục tiêu tài chính của bạn trở nên khó khăn hơn. Những cảm xúc này có thể xuất phát từ những gì chúng ta đã học được từ những người cha mẹ, những người quan tâm đến chúng ta. Ngay cả khi bạn lớn lên và nói rằng tiền không xấu, vấn đề của bạn chỉ là không đủ tiền và bạn cần nó nhiều hơn nữa. Việc thay đổi niềm tin và tư duy thì có thể là khó khăn và đây không phải là một hành trình đơn giản. Một số người có thể không tin vào những ý tưởng mà chúng tôi chia sẻ hoặc là nghĩ rằng những ý tưởng này là vô nghĩa. Đây là những phản ứng phổ biến từ những người không tin. Bạn có thể nghĩ về điều này như sau. Như là một người chưa bao giờ từng bơi lội trong cuộc đời của họ thì bất ngờ họ nói rằng họ sẽ đoạt được huy chương vàng Olympic chỉ sau 2 tuần tập luyện. Khi điều đó không thể xảy ra, họ có thể chỉ trích các huấn luyện viên và các vận động viên khác. Họ sẽ nói việc luyện tập chăm chỉ là vô giá trị. Bạn thấy được sự không nhất quán ở đây không?
Cho dù là bạn muốn thay đổi một mô hình cũ hay là bắt đầu từ đầu, thì thường bạn sẽ mất thời gian tầm tháng, tuần hoặc thậm chí là nhiều năm để biến đổi cuộc sống của bạn. Điều này là một thách thức phổ biến mà mọi người phải đối mặt. Bây giờ, hãy để tôi chia sẻ cho bạn một kỹ thuật liên quan đến chiếc ví của bạn, một công cụ chủ chốt trong quá trình biến đổi của bạn. Tôi muốn nhấn mạnh hai khía cạnh quan trọng trong quá trình này. Khi bạn mở chiếc ví của mình, có thể bạn sẽ cảm thấy như là không có nhiều tiền do bạn sợ hãi hoặc là ý kiến từ quá khứ mà bạn đã từng nghe. Nhưng khi bạn nhìn thấy chiếc ví gần như trống rỗng thì nó có thể tạo ra những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, trước hết, hãy luôn giữ một số tiền trong chiếc ví của bạn, dù chỉ là một lượng nhỏ. Thứ hai, hãy làm cho chiếc ví của bạn trông như là nó chứa đựng rất nhiều tiền khi bạn mở ra, ngay cả khi là bạn không có nhiều tiền. Bạn có thể gấp tiền của mình vào để tạo cảm giác nhiều hơn. Mục tiêu là cảm thấy như bạn có đủ. Và hãy nhớ rằng, vũ trụ phản ánh theo cách mà bạn cảm thấy. Vì vậy, hãy hướng đến một cảm giác của sự phong phú. Hành trình của bạn đến với thành công tài chính bắt đầu từ số tiền trong chiếc ví của bạn. Nhiều người trong số bạn có thể đã chọn những chiếc ví màu xám hoặc là màu đen bởi vì bạn được dạy là cần phải tránh sự chú ý, hãy sống khiêm tốn và cẩn trọng với tiền bạc. Nhưng hãy để tôi đặt câu hỏi này cho bạn. Với những kiến thức mà chúng tôi đã chia sẻ, liệu bạn có thể phát triển với những niềm tin hạn chế này hay không? Bây giờ, hãy xem xét tư duy của một triệu phú. Họ thực sự thích thú với tiền và tỏ ra tự tin trong vấn đề tài chính của họ. Họ có mối quan hệ tích cực với tiền, không bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Ngược lại, với những người đối mặt khó khăn tài chính thì thường họ có những niềm tin tiêu cực mạnh mẽ về tiền bạc. Một cách mâu thuẫn, họ khá thoải mái với việc không có nhiều tiền. Hãy nhớ rằng, bạn không đạt được những gì bạn mong đợi, mà bạn nhận được những gì bạn sẵn sàng chấp nhận. Bạn có thể tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao nhiều người trong số các bạn lại thường chọn những chiếc ví màu đen hoặc là màu xám? Những màu sắc này thì thường liên kết với nỗi buồn. Màu đen là khi tang lễ hoặc là mô tả các cảnh buồn trong một cuốn tiểu thuyết. Có vẻ như là bạn đang đau buồn vì sự thiếu vắng của tiền bạc. Ngược lại, những màu sắc sáng tạo đại diện cho sự phong phú và màu đỏ thì tượng trưng cho đam mê và hành động. Trong bán hàng, các sản phẩm màu đỏ hoặc màu cam thì thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Vì vậy, chúng tôi khuyên là bạn hãy mạnh mẽ thay đổi. Hãy chuyển sang chiếc ví màu đỏ và giữ một số tiền ở bên trong đó. Mỗi lần bạn mở nó ra, bạn sẽ thấy và cảm nhận được sự phong phú. Phát triển một kết nối tích cực với cảm xúc của sự phong phú. Luôn nhớ rằng, vũ trụ phản ánh với năng lượng tích cực của bạn, không chỉ là sự yêu cầu hay lời cầu nguyện của bạn. Bạn càng tỏ ra phong phú, nó sẽ xuất hiện càng nhanh chóng hơn với cuộc sống của bạn. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những chia sẻ tích góp từ video này sang video khác, nó sẽ là một hành trình biến đổi tư duy về tiền bạc, tài chính và sự thịnh vượng trong cuộc sống của bạn. Nội dung kiến thức nghe một lần là không đủ, và việc chỉ nghe một video thì cũng là không đủ. Nó là một chuỗi các kiến thức liên kết từ video này sang video khác. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể kết nối được những thông tin kiến thức này để tạo ra một sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của bản thân mình cũng như những người xung quanh của bạn. Đặt cái này vào ví, tiền sẽ về một cách dễ dàng. Ngày hôm nay, tôi ở đây để hướng dẫn với bạn về những gì bạn nên đặt vào ví và những vật dụng cần thiết bạn nên đặt vào đó. Hãy tin tôi đi, nó không chỉ đơn giản là tiền mặt hay là thẻ. Chúng ta đang nói về việc thiết lập về sân khấu cho năm thành công của bạn. Nhưng mà chờ một chút, đây không chỉ đơn giản là về việc chiếc ví của bạn, mà là việc chúng ta sẽ đào sâu vào bản chất của tiền bạc, cách mà nó hoạt động thực sự như thế nào. Ngày hôm nay, tôi muốn nói chuyện với bạn về những gì bạn có thể làm được để nhìn xa trước vào năm tới và một năm để bắt đầu biến đổi cuộc sống của bạn.
chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện với chiếc ví của bạn, chiếc túi của bạn và với bất kỳ một điều gì đó mà bạn sẽ mang theo để bạn có thể thực sự bắt đầu tạo ra mọi thứ mà bạn luôn mong muốn tạo ra. Chúng ta hãy nói về khía cạnh kinh tế. Điều này có nghĩa là bạn không thể có tiền hoặc là tình trạng tài chính tốt nếu như mà sức khỏe tinh thần của bạn không tốt hoặc là bên trong chính bạn không tốt. Đó là lý do tại sao mà trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn và giải thích những điều quan trọng mà nhiều người muốn có tiền. Họ xem video về luật hấp dẫn và thực hiện theo những bài tập. Thế nhưng mà sâu thẳm bên trong họ thì họ luôn có cảm giác là họ không xứng đáng. Họ luôn nghĩ là những điều này sẽ không hoạt động với họ đâu. Bởi vì họ luôn có định kiến và niềm tin bên trong cản trở sự tiến triển, sự phát triển và sự tiến hóa của họ. Đó là điều mà tôi tập trung vào. Tìm hiểu điều gì bên trong bạn, nó đang phá hoại bạn. Có điều gì đó trong bản đồ tư duy của bạn, nó đang ngăn cản bạn tiến lên trong tâm trí của bạn. Sẽ có những suy nghĩ thách thức, những suy nghĩ rằng là điều này vô ích hay là sự phản kháng từ tâm trí và đầu óc của bạn. Tâm trí của bạn thì luôn muốn làm những điều giống nhau, nó được thiết kế để làm như vậy. Nó không được thiết kế để thay đổi. Tâm trí và não bộ của bạn được thiết kế để luôn luôn làm những điều giống nhau, để sử dụng ít glucose nhất. Bởi vì não bộ của bạn thì tiêu thụ nhiều glucose nhất trong cơ thể. Nó luôn trong một chuỗi lặp lại, đặt bạn vào trong những tình huống thách thức để bạn có thể giải quyết chúng. Nhưng mà phía trên não của bạn là tâm trí cao cấp. Và chính điều này chúng ta sẽ làm việc tập trung vào tâm trí cao cấp của bạn, sẽ giúp cho bạn đạt được tất cả số tiền và sự phong phú mà bạn luôn mong muốn, để bạn cảm thấy sự an toàn và trong sự hòa hợp với chính bản thân mình. Và điều quan trọng nhất là bạn yêu thương, đánh giá và tôn trọng chính bản thân mình. Bây giờ, hãy làm điều quan trọng này với chiếc ví của bạn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn qua về nó. Nếu như bạn thích video của ngày hôm nay, hãy cho tôi biết điều đó bằng cách là bình luận. Tôi xứng đáng với sự thành công và hạnh phúc từ những nguồn không ngờ tới. Hãy comment xuống phần bình luận. Tôi xứng đáng với sự thành công và hạnh phúc từ những nguồn không ngờ tới. Tôi xứng đáng với thành công và hạnh phúc từ những nguồn không ngờ tới. Khi bạn nói về điều này, điều gì đó bắt đầu đẩy bạn về phía ước mơ của bạn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng thực hiện một hành động, bước thứ hai. Đầu tiên, bạn hãy nghĩ về những gì để bạn đặt về chiếc ví của bạn. Lấy một tờ giấy thông thường, bạn có thể lấy một tờ giấy ở trong cuốn sổ của bạn cũng được. Hãy cắt nó làm hai phần giống nhau. Một bên thì bạn hãy viết xuống 5 điều mà bạn không muốn làm trong năm nay. Những điều đơn giản như là những lời nói xấu xa về bạn. Bạn có thể tự hỏi là tại sao lại làm điều này đúng không? Đây là một bài tập mạnh mẽ bởi vì nó giúp bạn buông bỏ và nhận ra rằng mắc lỗi hay làm tổn thương với ai đó. Điều mà tất cả chúng ta đã làm đồng nghĩa với việc là bạn cần phải tha thứ cho chính bản thân mình. Hầu hết là mọi người luôn mang theo mình một gánh nặng rất lớn về những điều bạn hối tiếc. Ý tưởng về việc là để bỏ đi những gánh nặng đó, bạn hãy viết xuống 5 cái điều bạn cảm thấy hối tiếc, bạn muốn tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy nhắm mắt lại và rồi thì hãy nói với bản thân mình rằng: tôi tha thứ cho bản thân mình vì tôi đã làm điều tốt nhất tôi có thể làm tại thời điểm đó. Có cuộc sống tốt lành và thu hút tiền bạc phụ thuộc vào việc bạn cảm thấy thoải mái với chính mình như thế nào. Có những bài giảng dạy về việc thu hút những thứ, những bài học về chúng ta hãy yêu, hãy mong muốn và tôn trọng chính bản thân mình. Nếu như bạn không có một mối quan hệ tốt với bản thân mình, nếu như bạn luôn cảm thấy bạn là kẻ thù của chính mình, hay bạn luôn cảm thấy là bản thân mình không đủ tốt, khó khăn lắm, thật là khó khăn khi bạn đạt được những gì bạn mong muốn. Vì vậy, hãy chú ý và thực hiện bài tập này về việc là thừa nhận và tha thứ cho bản thân mình trong 5 điều bạn cảm thấy hối tiếc trong năm trước. Bây giờ, chúng ta hãy cùng với nhau để chuyển sang phần thứ hai, một bài tập lớn của chúng ta. Bước quan trọng là nơi bạn tạo ra bản đồ của chính mình. Nó giống như là một bản kế hoạch để đạt được những gì bạn muốn trong năm tới. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Đa số mọi người sẽ không đạt được những gì họ muốn bởi vì họ không biết là mình muốn gì cả. Đa số là mọi người không biết là mình muốn gì. Họ nói rằng là tôi muốn hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc với họ là gì? Hạnh phúc thực sự là gì? Những điều gì có thể làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc?
Cách đây vài năm, nó có thể không còn như vậy đối với thời điểm bây giờ nữa. Đó là một thứ gì đó biến động. Vậy thì bạn phải làm gì bây giờ? Hãy tập trung và làm thế nào bạn cần phải cho mình một sự tập trung. Điều này rất mạnh mẽ, giống như cách mà huyền thoại Bob Proto đã từng nói. Bạn sẽ tìm ra nó bởi vì mọi người nghĩ rằng chỉ cần yêu cầu một cái gì đó mơ hồ thì nó sẽ xảy ra. Không phải khi bạn đang có sự hòa hợp với chính mình và có ý thức rõ ràng về những điều bạn muốn. Mọi thứ thay đổi vì bạn đặt toàn bộ năng lượng của mình vào công việc đó. Vậy nên hãy lắng nghe cẩn thận vì điều này rất mạnh mẽ. Bây giờ thì bạn hãy sử dụng nửa tờ giấy còn lại và sau đó thì viết xuống những điều bạn muốn đạt được trong năm tới. Nhưng mà nó phải là những con số và những điều rất cụ thể. Chẳng hạn như là bạn muốn có con số là 10.000 đô la, 20.000 đô la hay là bất cứ một con số nào, hãy viết nó xuống. Viết nó xuống là tôi muốn điều này. Nếu như bạn đang tìm kiếm một đối tác, một người đồng hành trong cuộc đời của bạn, nhiều lần họ tìm đến sự tư vấn từ tôi với những thách thức trong mối quan hệ, nhiều lần họ không chắc chắn về phẩm chất mà họ muốn có ở đối tác của họ. Bài tập này không chỉ là về việc giới hạn bản thân, mà là về việc bạn nâng cao tiêu chuẩn của bạn, tạo ra một bức tranh rõ ràng mà bạn sẽ không đồng thuận nếu như bạn có một điều gì đó không như ý của bạn. Nếu như ai đó bạn thích có thói quen mà bạn không muốn, ví dụ như là họ uống rượu, bạn không thích điều đó, hãy nghĩ về cách mà chúng xung đột với những gì bạn muốn. Làm những lựa chọn tốt nhất cho bản thân bạn là điều rất quan trọng. Bạn sẽ không giảm tiêu chuẩn của mình để đưa ai đó vào cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không duy trì tiêu chuẩn của mình vì bạn biết là người đó sẽ đến trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không làm giảm giá bản thân mình. Hãy hiểu rằng đây là điều vô cùng quan trọng. Khi bạn hiểu được giá trị của bản thân mình, khi bạn biết được giá trị của bản thân mình, bạn sẽ không chấp nhận ít hơn giá trị thực của mình. Như tôi đã nói, trên tờ giấy thứ hai này, bạn hãy viết xuống mọi điều mà bạn mong muốn, không đơn giản chỉ là tài chính. Nếu như bạn muốn nhìn thấy bản thân mình trong thời gian này của năm sau, bạn muốn là mình như thế nào? Bạn muốn có điều gì? Đúng, bạn muốn có điều gì? Hãy tập trung vào và bạn sẽ thực hiện một lời thần chú như sau. Tôi muốn là bạn hãy giữ tờ giấy với tất cả những mục tiêu của bạn trong năm tới ở tay trái và hãy nắm chặt lấy nó. Đặt tay còn lại của bạn lên trái tim và lặp lại câu nói này. Tôi là một linh hồn thượng đẳng, tràn đầy tri thức và sự hiểu biết. Tôi đi và học trên con đường này. Hiện tại và sự hỗ trợ của linh hồn linh thiêng luôn đi theo tôi, bởi vì tôi được tạo ra từ những ngôi sao. Tôi yêu và tôn trọng bản thân mình, bởi vì tôi xứng đáng với sự thành công và hạnh phúc. Hãy thực hiện một hơi thở thật sâu và sau đó thì đặt tờ giấy đó vào trong ví của bạn. Mỗi khi mà bạn nhớ đến phương pháp này mà chúng ta đang sử dụng, bạn hãy lặp lại cụm từ thu hút ở trong tâm trí của bạn. Bạn không cần phải nói to ra, bạn có thể như đang làm một việc gì đó và không ai biết là bạn nói từ này. Bạn hãy lặp lại từ thu hút để bạn kết nối với danh sách những điều mà bạn mong muốn và mục đích của bạn trong năm tới mà bạn đang thu hút để biến đổi thế giới của bạn. Bạn có thể hỏi là tại sao lại là từ thu hút và tại sao mà từ thu hút có thể biến đổi thế giới, đúng không? Một từ thu hút, nó cực kỳ mạnh mẽ, nó trở nên hiệu quả khi mà nhiều người lặp lại nó. Một cộng đồng chúng ta thu hút, chúng ta đang biến đổi cuộc sống và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn bằng cách là chúng ta nâng cao năng lượng của mọi người. Do đó, việc thu hút kết nối chúng ta làm cho chúng ta trở nên tuyệt vời và đưa chúng ta lại gần với nhau hơn. Vì vậy, tôi muốn là bạn hãy lặp lại nó và kết nối cảm giác khi bạn nói từ thu hút với mục tiêu của bạn cho năm tới. Hãy làm điều này từ ngay thời điểm bây giờ cho đến khi mà Tết âm xảy ra. Trong đúng ngày giao thừa, sau nửa đêm, hãy nói từ này trong tâm trí của bạn. Nếu như bạn muốn, sau khi mà chúng ta bước sang năm mới, hãy lặp lại từ thu hút này một cách mạnh mẽ. Đặt tay của bạn lên trái tim và lặp lại từ thu hút với danh sách những điều bạn muốn đạt được trong năm tới một cách mạnh mẽ. Tại sao lại như thế? Tại vì điều này sẽ giúp cho bạn khởi đầu một năm mới một cách hoàn toàn mới, tràn đầy năng lượng và điều quan trọng nhất là bạn hòa mình với bản thân của bạn, yêu thương, mong muốn và đem đến tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân mình. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi trong năm tới đó. Bạn sẽ nhìn lại và sau đó thì nói rằng
tôi không còn là con người của tôi trước đấy nữa. Hãy thay đổi cuộc sống của bạn, vì tôi muốn nói rằng trước đó nhiều người có mong muốn nhiều điều nhưng mà họ luôn cảm thấy là họ không xứng đáng. Khi bạn cảm thấy bạn không xứng đáng, không có bất kỳ một điều tốt lành nào xảy ra với bạn cả. Vì vậy, hãy thay đổi năng lượng của bạn, thay đổi tần số và bắt đầu thu hút những điều tốt đẹp và tuyệt vời hoàn toàn thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy thử nó và sau này thì đừng quên là quay trở lại để chia sẻ lại hành trình thay đổi về cuộc sống của bạn cho những người khác bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã xem video. Chúc bạn một ngày tốt lành. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiểu về Tâm trí. Sau khi đăng tải video, đặt cái này vào ví và tiền sẽ đến với bạn dễ dàng. Chỉ sau một đêm mà có đến hơn 10.000 người đã xem video này. Và sáng ngày hôm nay, khi chúng tôi mở email lên, thì có tới 6 người hỏi về cùng một nội dung của video ngày hôm qua. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn đại diện một email như sau. Thưa Hiểu về Tâm trí, tôi biết là luật hấp dẫn hoạt động và tôi cũng luôn tin là những chia sẻ của kênh là đúng. Tôi biết ơn về những chia sẻ của kênh rất nhiều, nó đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của tôi. Nhưng mà tôi lại chưa hiểu lắm về cách thức hoạt động của việc bỏ tiền vào ví. Mong là Hiểu về Tâm trí có thể chia sẻ chi tiết hơn được không ạ? Biết ơn Hiểu về Tâm trí. Chắc chắn rồi, khi bắt đầu lập kênh, chúng tôi có một quy tắc với nhau rằng sẽ không bỏ lại bất kỳ ai. Thông qua việc là chúng tôi sẽ dành thời gian để đọc và trả lời tất cả các comment, những thắc mắc của tất cả mọi người. Nếu như ai đó có thể nói là việc này rất mất thời gian, thế nhưng mà đối với chúng tôi, đó là một điều tuyệt vời. Nhận được lời cảm ơn thì thực sự rất hạnh phúc, nhận được những thắc mắc thì cũng biết ơn không kém, bởi vì mọi người đã bắt đầu hòa mình và bước chân vào hành trình này, và quan trọng là mọi người đã bắt đầu áp dụng, bắt đầu có những thắc mắc và bắt đầu dám đặt những câu hỏi. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về ý nghĩa và từng bước để áp dụng một cách triệt để. Kỹ thuật ví thần kỳ thu hút tiền bằng luật hấp dẫn, điều này 100% hiệu quả. Tôi sẽ nói về sức mạnh thực sự, nó gần như là quá dễ dàng để thực hiện, thế nhưng mà kết quả của nó thì rất tuyệt vời. Vì vậy, nếu như bạn đã sẵn sàng để chuyển từ trạng thái không có gì thành có sự dồi dào, thịnh vượng và giàu có, hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách biến đổi tâm hồn tài chính của bạn khiến cho tiền sẽ chảy về bạn một cách bất ngờ. Để tôi giải thích cho bạn về cách hoạt động như thế này. Bạn biết không, khi tôi hoàn toàn không có tiền, tôi nhớ là ví của mình thì luôn rất là trống và tôi hầu như là chỉ giữ của mình có chứng minh nhân dân, bằng lái xe, 1-2 cái thẻ ngân hàng hoặc là những cái thẻ không cần thiết lắm. Mỗi lần mà tôi mở nó ra, tôi sẽ cảm thấy sự nghèo nàn, có một cảm giác của sự thiếu thốn cứ tràn ngập trong người tôi. Và sự thật là bạn thu hút những gì bạn tập trung vào. Vì vậy, bằng cách củng cố cái cảm giác thiếu thốn, thì mỗi khi tôi thấy cái ví của mình trống, tôi chỉ thu hút thêm những vấn đề khó khăn về tiền bạc đến với cuộc sống của tôi. Sri Akasana có chia sẻ rằng, nó giống như là một chu kỳ mà tôi không thể nào thoát ra được cho đến khi tôi gặp một người bạn, anh ấy có tên là GOG, đã giới thiệu cho tôi về một kỹ thuật ví này. Anh ấy nói rằng là anh ấy đã làm điều này khi mà anh ấy hoàn toàn không có tiền, và sau đó thì nó đã hoàn toàn thay đổi tình hình tài chính của anh ấy.
Sau đây là 4 bước hướng dẫn về cách thực hiện kỹ thuật ví này để thu hút tiền vào với cuộc sống của bạn. Nó hiệu quả 100%. Bước 1, bạn hãy rút tiền để cho tiền mặt vào ví của bạn. Trước hết thì bạn cần phải rút một số tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của bạn, bất cứ một nơi nào mà bạn có tiền mặt. Số tiền có thể là thay đổi tùy thuộc vào mức độ thoải mái của bạn, thế nhưng mà bạn phải đảm bảo rằng số tiền đó nhiều đến mức mà bạn cảm thấy được sự dồi dào. Thế nhưng mà cũng đừng làm cho nó bị quá lên nhé, đừng làm cho bản thân mình cảm thấy không thoải mái. Quan trọng là số tiền đó khiến cho bạn cảm thấy sự phong phú. Mục tiêu là làm cho ví của bạn trở nên dày dặn với tiền mặt hơn. Bước 2, hãy mở ra và cảm nhận sự phong phú. Mỗi một lần bạn mở ví hoặc là túi xách ra, bạn hãy thực sự ngắm nhìn cảnh phong phú đó. Hãy để cho những tờ tiền, những tờ polymer đại diện cho sự giàu có và thịnh vượng. Cảm nhận về niềm vui, hứng khởi và sự lạc quan. Hãy biết rằng số tiền này thì chỉ là bắt đầu cho sự phong phú tài chính đang đổ về phía bạn thôi. Hãy hình dung về số tiền lớn đang đổ về phía bạn như là chiếc ví của bạn đầy đủ 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu và từ từ thì cứ đặt mục tiêu lớn dần lên. Quan trọng là bạn cần phải lưu ý là trong khi đó thì bạn có thể bị cám dỗ bởi việc sẽ tiêu số tiền đó. Khi mới bắt đầu thực hiện thì có thể là số tiền bạn bỏ trong ví không quá nhiều. Thế nhưng mà khi bạn thấy tiền ở trong ví của bạn, hãy kiềm chế cảm xúc của mình mà bạn biết là số tiền trong ví đang ít. Hãy tưởng tượng rằng đó không phải là số tiền đấy. Bạn hãy nghĩ rằng hãy nhìn nhận đó như là một ngọn đèn pha của sự giàu có ngày càng tăng lên và đó là một tác nhân kích thích cho những cơ hội tài chính lớn hơn đến với cuộc sống của bạn. Bước 3, lặp lại hàng ngày. Hãy tiếp tục thực hành điều này hàng ngày. Khi bạn tiêu tiền ở trong ví, hãy chắc chắn rằng là bạn sẽ rút thêm tiền để bổ sung. Mục tiêu của việc này là khiến cho chiếc ví của bạn luôn trong trạng thái của sự đầy đủ và phong phú. Bước 4, quan sát tâm lý về tiền bạc của bạn. Hãy chú ý đến bất kỳ biến đổi nào trong tâm lý về tiền bạc, năng lượng và tình hình tài chính tổng thể khi bạn thực hiện kỹ thuật này. Hãy cảm nhận rằng những tia sáng tích cực về tiền bạc đang gia tăng, mong đợi những cơ hội thu nhập mới và những lợi ích bất ngờ sẽ đến với bạn. Sức mạnh của kỹ thuật này thì nằm ở việc là định hình lại tiềm thức của bạn thông qua các biểu tượng về vật chất của sự giàu có và phong phú. Mỗi lần bạn nhìn thấy và bạn cảm nhận được sự phong phú đó về tiền mặt trong ví của bạn, nó củng cố thêm niềm tin và năng lượng tích cực về tiền bạc. Bây giờ bạn có thể đang tự hỏi rằng làm thế nào mà việc đơn giản là chỉ bỏ tiền vào ví mà có thể thu hút được tiền bạc? Vâng, bởi vì đó chính là sự kết nối nội tâm. Tiềm thức của bạn thì chịu trách nhiệm tạo ra thực tế dựa trên niềm tin, suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Nó sẽ liên tục nhận và gửi tín hiệu đến vũ trụ. Nó vốn phản ứng bằng cách là tìm sự phù hợp với tần số rung động của bạn. Khi bạn thực sự có biểu tượng về sự giàu có như là rất nhiều tiền bạc ở trong tay, nó sẽ thay đổi năng lượng của bạn ở mặt tiềm thức. Bạn đang gửi một tín hiệu tích cực đến tiềm thức và vũ trụ rằng bạn giàu có và thực sự thịnh vượng. Tâm trí của bạn sẽ bắt đầu đồng nhất với sự phong phú thay vì sự thiếu hụt như trước đây. Bạn đang tạo ra một hệ thống niềm tin mới, hỗ trợ cho mục tiêu tài chính của riêng bạn. Khi bạn nhìn thấy các tờ tiền ở trong ví, bạn đang tự nói với bản thân mình rằng tiền là thứ rất dễ dàng để kiếm, bạn xứng đáng để có nó và bạn hoàn toàn có thể sở hữu nó. Ngược lại, khi ví của bạn ở trạng thái là trống rỗng, bạn cảm thấy sự nghèo nàn, bạn đang gửi đi tín hiệu của sự tiêu cực về tiềm thức và vũ trụ rằng bạn đang thiếu hụt và đang gặp khó khăn. Bạn cũng đang tạo ra một hệ thống niềm tin hạn chế, làm cản trở sự thành công tài chính của bạn. Bạn đang tự nói với bản thân mình rằng tiền rất là khó kiếm và bạn không xứng đáng để có nó, bạn sẽ không thể có nó được. Cách bạn nhìn nhận là một sự khác biệt rất lớn. Việc mà nhìn thấy những tờ tiền sẽ kích thích các cảm xúc tích cực như là hứng thú, lạc quan và sự hứng khởi. Điều này sẽ gửi tín hiệu đến bộ não của bạn rằng sự giàu có đang ở đây, ngay bây giờ. Bằng một cách vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể làm được là thay đổi tình hình ví của bạn. Bạn đang thay đổi tình hình nội tâm của chính mình và thông qua đó, bạn cũng đang thay đổi tình hình ngoại tâm của mình. Đó chính là cách mà định luật hấp dẫn hoạt động. Theo thời gian, bạn sẽ liên tục nhìn thấy
cảm nhận thấy sự giàu có trong chiếc ví của mình. Niềm tin về tiền bạc của bạn thay đổi, bạn đập tan chu kỳ suy nghĩ thiếu hụt. Điều này giải thích cho lý do tại sao mà việc duy trì thực hiện hàng ngày là rất quan trọng. Bởi vì bạn đang đào tạo lại mô hình tiềm thức của bạn về tiền bạc. Và khi mà tiềm thức của bạn thay đổi, nó sẽ thu hút cơ hội và những tình huống phù hợp với tư duy giàu có mới của bạn. Mọi thứ bắt đầu điều chỉnh theo hướng tích cực. Vì vậy, mặc dù là nghe có vẻ quá đơn giản để thực hiện, trải nghiệm cảm giác liên tục về sự giàu có sẽ làm thay đổi tư duy của bạn một cách rất mạnh mẽ đấy. Hãy thử và xem sự khác biệt nhé. Và nếu như bạn đang thuộc trong những nhóm người là nửa tin nửa ngờ, bạn có thể sẽ đặt câu hỏi cho tôi rằng là tại sao mà tôi lại phải thử điều này? Ok, rất đơn giản, tôi sẽ giúp bạn hiểu điều này từ một góc độ. Thứ nhất, nó có thể giúp bạn vượt qua bất kỳ một niềm tin hạn chế hoặc là tình cảm tiêu cực nào đó đang cản trở dòng tiền của bạn. Tôi tin là có rất nhiều người có những lo ngại hay là nghi ngờ về tiềm thức về tiền của bạn, như là bạn cảm giác là mình không xứng đáng, bạn có cảm giác là tội lỗi hoặc là cảm giác xấu hổ khi có nó. Những cảm xúc này sẽ tạo ra sự chống đối, ngăn cản tiền bạc đến với bạn. Bằng cách bạn sử dụng kỹ thuật ví này, bạn đang thay thế những cảm xúc này bằng lòng biết ơn, niềm tin, niềm vui, sự tự tin và bạn sẽ thu hút thêm nhiều tiền bạc đến với bạn. Thứ hai, nó có thể khiến bạn nhận ra và nhạy bén hơn với những cơ hội về tiền bạc đã tồn tại xung quanh bạn. Đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua những cơ hội về tiền bởi vì chúng ta không chú ý hoặc là chúng ta biết nhưng mà không hành động. Bằng việc là sử dụng kỹ thuật ví này, bạn đang điều chỉnh tần số năng lượng của bạn, tần suất về tiền bạc, giúp bạn nhận ra những cơ hội đó. Và rồi thì bạn bắt đầu nhận ra nhiều cách hơn để kiếm tiền, tiết kiệm hoặc là đầu tư mà trước đây bạn thường hay bỏ qua. Nó có thể sẽ cải thiện tổng thể sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Tôi đồng ý rằng tiền thì không phải là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc sống này, nhưng mà nó có thể làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Bằng cách sử dụng kỹ thuật ví này, bạn không chỉ thu hút thêm tiền mà còn có thêm sự yên bình, tự do và thỏa mãn. Bạn đang tạo ra một vòng lặp phản hồi tích cực, tăng cường chất lượng sống của bạn. Trong quá trình trải qua trải nghiệm của bản thân, sau khi GOG chia sẻ với tôi về kỹ thuật ví này, khi lần đầu mà tôi nghe về nó, tôi cảm thấy có một sự hoài nghi. Bởi vì tôi nghĩ là làm sao mà chỉ bỏ nhiều tiền vào trong ví mà lại có thể thay đổi tình hình tài chính của mình. Nhưng mà càng tìm hiểu về cách làm mới tâm thức của mình, tôi càng trở nên mở lòng hơn với những trải nghiệm. Tôi bắt đầu với một số tiền nhỏ và đặt nó vào trong ví. Chỉ bằng việc nhìn thấy số tiền đó, khi mà tôi mở ra thì nó đã mang lại cho tôi một chút cảm hứng. Không phải là một số tiền quá lớn, nhưng mà so với chiếc ví trống trơn của tôi trước đây thì nó có cảm giác phong phú hơn rất nhiều. Tôi cam kết là khi bạn thực hiện điều này liên tục trong vòng 30 ngày, mỗi buổi sáng tôi đều cho một số tiền nào đó vào trong ví để giữ cho nó luôn ở trạng thái đầy đủ. Đó là một thói quen đơn giản để xây dựng mà không tốn nhiều công sức hay thời gian. Hãy nhớ là không ai biết rằng tôi đã đặt tiền vào ví và tôi cũng không cần phải ai biết đến. Sau khoảng một tuần, tôi đã nhận thấy suy nghĩ của mình về tiền bắt đầu thay đổi. Chiếc ví của tôi không còn là nguồn gây cảm giác thiếu hụt, mà nó lại là nguồn tạo ra cảm giác của sự giàu có và lạc quan cho tôi. Nó giống như là một lời nhắc nhở hữu ích với tôi rằng tôi đang đi dạo trong sự phong phú đang chảy đến với tôi. Kỹ thuật này đã giúp tôi vượt qua những tư duy khan hiếm cũ. Giờ đây thì tôi không còn có nỗi sợ mỗi khi mà mở ví của mình ra nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy sự hứng khởi khi mà tôi thấy số tiền tích tụ bên trong. Tôi cảm thấy rất hứng thú để xem cách thực hiện này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tích cực đến tình hình tài chính của tôi như thế nào tiếp theo. Ngay cả là nếu nó chỉ thay đổi tư duy về tiền bạc của tôi thôi, điều này với tôi cũng là một điều rất quý giá. Nhưng mà tôi cam kết, việc duy trì thói quen này và trải nghiệm nó là một điều hữu ích. Tổng kết lại, kỹ thuật đơn giản này thì khiến cho tôi cảm thấy hy vọng và động viên tôi nhiều hơn về tiền bạc. Bản thân tôi cảm thấy rất vui mừng vì đã thực hiện và những công sức mà tôi bỏ ra thực sự rất nhỏ bé, nhưng mà tôi lại nhận được những phần thưởng rất lớn lao. Cho đến lần gặp sau trong các video tiếp theo, tôi hy vọng rằng là các bạn cũng giữ được tâm trạng sự tập trung, tích cực và mong đợi những chiến thắng tài chính lớn đến với bạn một cách bình an bạn nhé.